máy hút ẩm Nationan 16 lít điện 220 nút cơ hàng siêu khủng này. Chào mọi người nhé, hôm nay để máy ăn da tiếp tục lên video thì video này giới thiệu cho các bác một con máy hút ẩm này. Con này là Nationan nhá, mã là CVB160A này. Con này là dòng nút cơ nhá. Con này thì mình phải nói như này này, mình đã từng bán con này 1-2 lần. Thật sự là năm ngoái không gặp nó này. Con này mình rất thích bán này, nó có hai cái điểm mạnh này. Thứ nhất là nút cơ con này gần như không bao giờ hỏng. Gần như không bao giờ hỏng mọi người nhá. Tính năng rất đơn giản, một auto, hai là continue. Thế thôi, bình nước thì lớn. Đấy, bình nước mọi người này. Bình nước cực cao và lớn mọi người nhá. Đấy. Bình nước con này ấy là gần 5 lít. Đấy, với công suất 16 lít thì con này là tương đối là ok luôn. Chạy thì siêu êm mọi người nhá. Đấy, lốc chạy rồi mình đang để chế độ continue, chạy siêu êm luôn. Đấy. Con này rất rất bền mọi người nhá. Rất rất bền. Đấy, mình đang đấu thử một con mình cắm cho mọi người. Con này thì nó gọi đúng bằng tính chất gọi là ngon bồ rẻ mọi người nhá. Như thông số mọi người này. 300W, 16 lít trên ngày. Con này thì rất nặng luôn mọi người nhé. Để mình xem nặng bao nhiêu này. Con này thì đúng với Japan thì không nói rồi, vì nó tiêu nan mà. Nặng không thể ghi ở đây. Nhưng mà con này thì mình cảm giác nó phải nặng khoảng 15 cân. Mình xách nó cực kỳ đầm tay luôn nhá. Nặng hơn cả con chân voi mọi người. Đấy, con này cực kỳ đầm này. Đấy, bác nào mà dùng mà không quan trọng quá nhiều hình thức nhá, mà lại gọi con này là ngon bổ rẻ thì bác chơi con này. Con này một con cực kỳ tuyệt luôn, mình rất thích bán con này. Êm này, hút khỏe này, bình nước to này, giá hợp lý này, điện 220 này, biết đi Japan này. Đấy, tất cả các thứ nó đều ok hết, nút cơ này, ít lỗi lầm đúng không ạ. Rồi các mọi người,